năm 70 năm á. Năm 70 năm. Dạ. Yeah. Vậy là giá trị tới nay là 73, 71 năm. Nghĩ là mấy cái người viết cái này chắc không còn trên đời nữa. Là người già đó. Cả thế giới em nghĩ nó chỉ có một bộ thôi. Em may mắn mua được bản phác thảo của một cái ông làm da nào đó. Nếu mà không có được cái bàn đá này thì một cái bàn gỗ anh cũng phải đi kiếm tấm đá anh để lên đó. Nó sẽ kín cáp hơn. Dạ. Nên nhiều người khách lạ nó, ủa có cho màu không em, có bay màu không em, thì có gì nó hồng. À. Cái chai chốt màu em mua cũng đắt tiền, chai đó cũng không cỡ triệu, một chai là chuyên dụng luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, tiếp theo đây mình sẽ được Tấn giới thiệu cái bộ sưu tập của Tấn. Về những cái tài liệu cổ về cái bộ môn mà điêu khắc da này cũng như những cái bộ tuôn lâu đời mấy năm ta? Dạ, em nghĩ chắc cũng phải năm 70 năm á. Năm 70 năm. Dạ. Vậy là giá trị thời gian tại lắm. Tại cái quá trình mà em đi mua những cái dụng cụ để khắc á, đầu tiên thì nó ít người bán á, thì mình phải tìm mẫu chủ yếu ở nước ngoài. Thì bạn bè em nó có nhiều người nó mua được trên eBay á. Mà họ không phải là họ mua được một cây tool, hai cây tool, mà họ mua một hộp luôn, nó như thế này. Đó là từ cái đúng cái thời gian đó luôn. Có những cái ông lão ở người Mỹ, ông làm xong rồi ông mất đi, rồi bắt đầu để lên kho, bắt đầu họ bán luôn cả cái set. Thì trong cái đó cái vô tình nhất có những cái này. Là cái những túi cái, những cái set mà người ta hồi xưa khắc sẵn, mà sản phẩm này là anh em nghĩ nó phải 5-70 năm đó. Đó. Thì từ cái thời điểm đó luôn đó, thì có những cái còn nguyên siêu nè. Này chắc bỏ con dao bấm hay gì đó. Dạ, đúng rồi, thì người ta có những cái khắc sẵn cho mình. Để cho mình có thể tự may. Đó. Thì nó là những cái mà nó có tuổi đời lâu. Để em coi nó bao nhiêu. Ở Texas. Texas là đúng là miền Tây rồi. Miền Tây hoang dã rồi. Viễn Tây rồi. Nghe miền Tây tưởng Châu Đốc An Giang. Ok, mình xin phép mình ngồi đi nha bạn. Mấy nay tập thể dục hơi quá, đau lưng quá, căng cơ quá. Cái tấm này thì nó không có năm, nhưng mà có những cái cuốn sách cổ á, như là một cuốn này đi, là một cuốn mà để chỉ khắc những cái đó, thì có thể mình thấy nè, một cái ông cao bồi hồi xưa là có bao đựng súng nè, có yên ngựa nè, đó tất cả là đều có hình khắc trên đó. Thì cái cuốn sách này là được in năm 1952. Đó. Tới nay là 73, 71 năm. Dạ. À cái này nè, cái đây, cái túi hồi nãy cái clip trước là Tuấn có giới thiệu qua, thấy không? Cái túi. Thì có như vậy, đó là hoa văn, đó là hoa văn Ceridan. Hầu hết hoa văn cổ điển của Mỹ là Ceridan, nó có rất là nhiều loại hoa Ceridan ở đây. Hồi xưa là một cái yên ngựa là in như thế này. Đó, họ khắc lên một cái yên. Đó, rồi có những cái này gọi là pattern, là cái giống như là cái mình vẽ trước á, rồi bắt đầu mình ốp lên, rồi bắt đầu mình can lên. Đó, còn dưới này là sản phẩm nè, sau khi mà nó khắc xong. Đó, thì những cuốn sách này thì sau khi mà em học xong rồi em làm nghề rồi em mới mua được những cái này. Tiếc là vậy chứ em mua từ ban đầu là em học nhanh hơn. Nhìn mình biết ha. Đúng rồi, nên giờ nó chỉ có giá trị sưu tập thôi. Chứ còn em không có học được nhiều ở đây lắm. Đó, thì có những con thú nè. Nếu mà anh nhìn kỹ thì những cuốn sách này nó lại theo cái sở thích của người hồi xưa. Đó, xưa người ta thích gì. Đó, hoặc là cao bồi nè. Đó, thì 70 năm trước thì mấy ông cao bồi cũng thích vậy thôi. Thì đúng rồi. Đó, bây giờ nó phát triển ra đủ thứ hết. Chứ không có nhiều. Hoặc là người da đỏ nè. Đẹp chứ bộ. Nhưng mà nhìn đúng ra nó sẽ cổ điển hơn. Đúng rồi. Đó, thì những cuốn sách cổ là nó như thế này. Ê, các bạn, ông cao bồi ngày xưa á, không phải là mặc cái quần jean đâu ha. Hình như bên ngoài quần jean nó có một cái giống như mình gọi giống như cái tập dề đi. Quấn vô cái chỗ này để nó bảo vệ cái dàn chân của họ. Bị đá rồi văng vô hoặc là cái gì đó đó. Bọc bên ngoài giống như cái tập dề bọc xuống dưới chân luôn. Nè các bạn thấy một cái bộ đồ này mình nghĩ chắc mặc trên người chắc phải 40-50 kg quá. Đôi giày cũng bằng da nè ha, chạm khắc. Rồi có thêm cái đồ bảo vệ chân. Rồi cái này đựng súng. Đúng không? Đựng súng giống như cái túi. Túi đựng thuốc lá đồ các bạn, hồi xưa hút mấy cái thuốc này mà trong cái túi á. Bao súng dài nè. Bao súng dài nè. Bao súng ngắn nè. Là đeo vô là sẽ dây nịt luôn. Đeo thành sợi dây nịt luôn. Đó, bao súng ngắn. Hồi xưa họ đâu quan trọng súng rất là nhiều. Đủ hết. Thì cái này sách. Sách này đây là một huyền thoại của khắc gia của Mỹ. Ông Anson Man, ông là huyền thoại. Thì những cái tool mà hồi nãy giờ em giới thiệu và những cái mà hình ảnh là những cái đóng như thế này á là đều do sách, do ngài này ổng biết ra. Đó thì khi mà ổng đi chiến tranh thế giới thứ hai á, ổng đi tới những cái bộ làng mà ngôi làng mà nó có những cái bộ tộc người ta làm da thủ công.
Ông thích rồi bắt đầu ông mày mò, ông vẽ những bản phác thảo. Rồi khi mà ông trở về nước Mỹ sau cái thời gian chiến tranh đó, bắt đầu ông đi học và làm yên ngựa ở một công ty làm yên ngựa rất là nổi tiếng. Rồi sau đó thì ông mới tham gia những cái cuộc thi làm yên. Thì ông khắc những cái đó là ông được giải nhất. Thì cái công ty Grab Tool nè của Mỹ thì cái giám đốc họ rất là thích, họ mời ông về làm một cái vị thầy để mà giảng dạy và viết ra những cuốn sách và chế tạo ra những cái cây tool đó. Thì những cây tool đó thì nó đóng, như anh thấy một cái hình dạng cây tool nó sẽ đóng ra hình này. Đó là để nó ứng dụng lên những cái gân lá, hoặc là hình này là cái giọt nước, là để tạo thành những cái độ sâu của lá. Đó, thì có rất là nhiều dạng tool. Thì hầu hết em nghĩ là khoảng hơn 50% những cái mã tool này đều do ông Anson Mann sáng tạo ra. Nên ở bên Mỹ nó có một cái hội của Anne và Anne Stoneman là hai vợ chồng. Hai người đó đều là những cái nghệ nhân làm da nổi tiếng và năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho ổng. Em mới đầu em tưởng ổng còn sống. Em nói ô công này sống trăm mấy tuổi, nhưng mà về sau khi mà em hiểu rồi thì hình như là tưởng niệm, tưởng nhớ đó. Ổng chỉ sống tám mấy tuổi thôi. Có thể gọi ổng giống như gần như là người sáng lập ra cái bộ môn này luôn. Cũng gần như vậy đó. Thì những cái bản phác thảo này đều do ông Anne Stoneman vẽ lên. Rồi từ cái này thì khắc lên những cái da đó. Đó, thì cái này là bản vẽ phác thảo nè, bản vẽ sau khi đi giao xong khắc lên đó, thì vậy anh thấy được đường giao đây đó. Thì em có giới thiệu và giao của Mỹ nó làm như vậy đó, một cái phác thảo đi tool là thành có con báo sau khi khắc xong đó, tất cả những cái này. Ồ, bữa mình mới coi trên TV một cái chương trình mà người ta thi coi như là kiểm soát con bò của cowboy đó các bạn. Mấy cái cục này nè, mấy cái cục ngay đây nè, đâu rồi, đây là mấy cục ngay đây nè, trên cái yên ngựa là để người ta quấn cái sợi dây da này, lúc người ta chồng được cái này vô cổ con bò, xong rồi người ta quấn cái đó làm cái điểm tựa lại. Mà con bò nó mạnh, nó kéo một cái da với lại cái cục ngay chỗ cái yên này nó ma sát nhau, nó bốc khói, tưởng y như là đang mình giống như mình đang nẹt bô vậy đó, mà khói nó xì lên như nè. Tới vậy mới biết luôn á. Em có tưởng cái cục đó để mấy ông vịn cho nó chắc thôi. Anh cũng tưởng là cái cục đó vịn, nhưng mà cái cục đó thật ra là nó giống như một cái trụ. Nó giống như một cái trụ, cái cục đó nằm ngay dưới yên đây nè. Thì khi người ta quăng cái sợi dây thòng lọng vô cổ bò, đầu ta vòng qua đây liền, nó thành một cái trụ để người ta giữ sợi dây đó lại. Và cái tay của cowboy á, hình như là một tay là để không, còn một tay là phải có bao tay để giữ cái sợi dây này lại. Em thấy là cái khung ở trong là bằng gỗ, sau đó họ mới khắc cái da này ốp lên. Nên cái trụ đó là bằng gỗ luôn. Gỗ luôn. Ở trên này họ sẽ khắc một cái bạc giống như là một cái gì đó đẹp á, hoa văn á, họ đóng lên trên cho nó đẹp nữa. Đúng rồi, giống cái gọi là cái gì, mày đai. Dạ, đúng giống vậy. Đóng lên. Đó thì con mình á, mình tưởng là nó đơn giản, mình thấy người ta làm gọn quá, nhưng mà con bò các bạn biết nó mạnh lắm. Nó kéo đi rồi người ta dùng sức là giữ đây nè, cho nên cái độ ma sát nó rất là chặt, nó xì khói ra luôn. Hai cái chất liệu nó siết vô nhau mà nó xì khói bùng lên. Nó rồi ghê dữ người ta. Đó giờ tưởng đơn giản. Hay. Thì rất là nhiều sách, đây là sách dạy, còn có những cái tạp chí giống như là catalog á. Hồi xưa tại vì hồi xưa ở nước Mỹ khoảng những năm mà khi có ông Anson Mann này nè, thì cái phong trào chơi da tự nhiên cái nó lại nổi lên. Nên có rất là nhiều tạp chí bán những cái thế này đó, anh thấy có giá là $2-$3. Những cái này xuất bản khoảng năm 1960 á, em có thấy có năm 19, không một... phải đó. Có cuốn sách, nó có cuốn sách nó hồng em cũng không để ý nữa, khoảng 1960 sáu mấy có những cái bill mà từ cái thời điểm đó. Thì một cái hộp này là đựng tool của thời điểm đó luôn đó. Thì có những cái tool họ để trong đây đó, có giá là bao. Em thích sưu tập đó. Thì anh thấy có chữ by Anson Mann. Đó là ổng là người sáng tạo ra những cái tool này đó. Hay ha, điện thoại luôn thì rất là nhiều. Còn cái này là cái gì em? Dạ cái đó em không biết nữa, cái dầu lau hay gì đó. Thì nó nằm trong cái bộ đó luôn á. Nè, lâu lâu rồi em lại thấy những cái bản viết tay này nữa. Hay ha, đúng là giá trị kỷ niệm rất luôn. Là nhiều. Này có phải là ai cái này gọi là cái gì, order không? Em nghĩ là mấy cái người viết cái này chứ không còn trên đời nữa. Là người già đó. Chỉ tiếc một cái là sao con cháu họ không có giữ làm kỷ niệm, chứ gặp em mà con cháu họ em sẽ giữ làm kỷ niệm, nó bỏ cái khung em đóng lại đó. Đời thường thường nó vậy á, một nhà nó không có thiên. Người ta thấy đồ của mình người ta mong muốn, nhưng mà nhiều khi đồ mình ở lâu quá, mình quen rồi mình không có quý. Nên như cái này chắc ai đặt cái gì nữa bạn, phải có cái màu nâu màu xám đồ này nữa. Đây là có cái yên ngựa như anh thấy nè, đó cái cục mình mới nói nè, set đồ kit là đủ hết. Hồi xưa người ta quan trọng cái là người ta cưỡi ngựa nhiều. Bây giờ đôi bốt nè, nó hình chụp
hồi nãy là hình vẽ thôi. Thì cái bộ này là em thích nhất. Nó không phải, em không biết nó từ thời điểm nào, nhưng mà nó đặc biệt lắm, cả thế giới em nghĩ chỉ có một bộ thôi. Giá trị kỷ niệm. Cả thế giới em nghĩ nó chỉ có một bộ thôi. Là em may mắn mua được, đây là bản phác thảo nè. Bản phác thảo của một cái ông làm da nào đó. À, xài giấy scan để scan lên nè. À, cái này cái bill tính tiền. À, bill tính tiền. 195 là thiết cái hiệu số rồi đó, 195 mấy á. Cái, những cái hình vẽ này khoảng thời gian đó. À, cái bill tính tiền khi mà họ mua nè. Đó. Bill này 1961. Đó, thì rất là nhiều. Đó, thì may mắn cái khi em mua em thấy những cái này. Nó có giấy. Đây là những cái bản này giấy scan để ta scan lại lên da nè, đúng không? Cái giấy này chỉ là giấy bình thường anh, còn giấy scan nó khác nữa. Mỏng nữa hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy này nó cũng mỏng quá. Đó, rồi với lại hồi xưa họ không có cái giấy scan hiện đại như giờ, họ lấy cái cây viết họ dễ dễ phát thảo lên da luôn. Họ chỉ vẽ cái này là mẫu xong họ đè lên da theo cái kiểu đó. Đó thì có rất là nhiều bản viết tay. Đó thì nhưng mà cái này không phải quan trọng cái này. Là cái bộ này nghe em lấy ra anh coi có cái gì đặc biệt. Hồi nãy giờ anh sẽ coi cái bộ tool chuyên nghiệp rồi. Đó, mặc dù nó lâu đời nhưng mà nó cũng một cái hãng chuyên nghiệp. Còn cái này á, nó em lấy ra anh sẽ thấy coi nó giống gì. Giờ thì em chưa nói để cho nó bất ngờ chút. Để cho bất ngờ. Làm cũng tò mò luôn. Đó, khi mà anh không có nhìn cái đầu nha, anh nhìn phần này anh thấy nó giống gì. Không có nhìn cái này mà nhìn cái này á hả? À, nhìn cái này nè. Nhìn cái này nó giống mũ khoan. Giống cây đinh thép á. Đinh thép đó, đúng rồi. Làm từ một cây đinh thép. À. Đó thì thay vì ông, em không biết ông bác này do cái kinh tế hay là do cái gì, nhưng mà những cây tool này nè, những cái đầu tool làm giống như là tool hãng. Tại vì hãng em có thấy một cây như thế này. Cây gọi là cây đan rổ. Đó, hoặc là cây này là cây hồi nãy anh thấy là cây gân lá. Đó thì hay cây giọt nước, tức là em không biết ông bác này là người sáng tạo ra, mà thật ra người sáng tạo là ông Einstein rồi. Đó thì có thể là cái kinh tế họ không có mua được những cái tool hàng hiệu hay là những cái tool công ty, thì họ muốn tự sáng chế tạo luôn. Đúng rồi. À. Thì em nghĩ không có cái bộ thứ hai ở trên đời. À. Có thì chắc chỉ là cái ông bác này làm ra thôi. Đó thì vô tình cái em có được cái bộ này. À, có nghĩa là em sở hữu được bộ này. Và sau khi mà em tất nhiên là em cũng có biết về những cái bộ tool mà gọi là chính hãng rồi, nó theo quy chuẩn, mà em thấy cái bộ này nó không giống ai để hết. Em đi lấy một cái chính hãng nó giống như vậy cho anh và em hình dung nó là dạng như tự chế á bạn. Dạ đúng rồi. À, này giống cái Kumba quá nè. Nè đó thì có hai cây trong này giống tool hãng, đó là cây cây đan rổ. Đó nó giống nhau. Với là cây mặt trăng, cây gân lá. Gân lá. Đó, thì nó giống nhau. Thì em nghĩ là một cái làm lại của hãng, chứ không thể nào là một cái bộ mẫu đầu tiên được sáng tạo ra được. Tất nhiên mình không có may mắn tới vậy. Nếu có thì hãng Tandy họ đang sở hữu rồi. Đúng rồi. Chứ không phải mình. Đó thì em nghĩ là một cái bản handmade copy của một cái ông nghệ nhân nào đó. Mà giờ ông không còn trên đời này nữa. Đó thì cái bộ này em rất là quý. Tại vì có nghĩa là cái bộ này nó đặc biệt ở chỗ nào các bạn biết không? Nó đặc biệt là theo giả thuyết thôi nha, theo nghi vấn của Tuấn, tại vì Tuấn cũng đã có tìm hiểu và biết nhiều cái bộ tool mà được sản xuất dạng như hàng loạt. Một cái hãng. Bộ tool hãng, một cây tool này cũng từ năm 1970 tới giờ. Thì nó đã nhìn nó hiện đại rồi. Còn không thể nào mà nó giống vậy được. Đúng rồi. Còn cái này á, theo nghi vấn của Tuấn là nó được làm từ những cây đinh thép. Cái này nữa. Từ những cái cây đinh thép nó làm ra. Thì đinh thép mà thời điểm đó anh nghĩ chắc mấy cái đường rầy xe lửa đồ của miền Tây đâu á, miền Viễn Tây đâu á, thì chắc người ta sẽ tận dụng cho nó. Thì cái chất thép này nó sẽ rất là tốt rồi. Chất thép này rất là chắc chắn. Em chưa hề đánh bóng, chưa hề đụng gì vô, nhưng mà anh thấy nó không có rỉ nhiều. Ừ. Nó không có giống như sắt mình bây giờ. Ôi sắt giờ dởm lắm. Sắt giờ chán lắm. Đây là một con dao mà hồi xưa nó không có quay được nhiều. Đó, nó là cơ bản thôi. À, nó chỉ quay một cái trục thôi. Dạ, nó không có vòng bi trong đó thì nó không có quay mạnh được. Nó không quay trơn tru được. Đúng rồi, nghề này, nghề này anh thấy là nó một cái lượng kiến thức khổng lồ quá. Thì em cũng có thêm cái nghề sưu tập tool nữa. Thấy nghề sưu tập tool nữa hả? Thì em cũng ít lắm, tại vì cái này rất là khó mua. Tại ra em không phải là người mua đâu, em không có giỏi giao dịch quốc tế đâu. Bạn em nó hay đấu giá những cái này, nó phải canh. Người ta đấu nguyên cục, nó cứ canh, nó thức khuya đấu giá.
nó có những cái cây dao rất là đặc biệt, thì nó mua được thì em nó may mắn nó chia lại cho em thì em mới có được. Cái nghề sưu tập tool là sao ta? Tức là mình cũng sưu tập những cái này về, nhưng mà mình có sell không? Mình có bán không? Em không có sell. À, coi như là mình chỉ cũng là một người sưu tập thôi. Thì em thì nói chung là em quý cái nghề. Tại khi mà em kinh doanh nó cũng không có được suôn sẻ thì khi mà em về đây em cũng trắng tay rồi đó. Em làm lại từ hai bàn tay trắng thì em làm từ từ bắt đầu cái nghề này nó đem lại cho em, nó xây dựng lại từ đầu. Đó thì nhiều người biết tới em, bắt đầu báo chí rồi bắt đầu gia đình em mới công nhận đây là một cái nghề đàng hoàng. Chứ hồi đó em trốn trên phòng em làm như là không được gia đình công nhận. Đó nên em thì em quý những cái này là tại em muốn có một cái phòng trưng bày luôn á. Nó cũng là bảo tàng mini. Đó thì từ từ khi mà kinh tế tốt thì em sẽ đi mua nhiều hơn. Đó thì em muốn làm một cái lịch sử chạm khắc da cho người ta thấy. Mặc dù nó không phải là cái nghề của Việt Nam mình. Đó thì mình không có gọi là tôn vinh nó giống một cái nghề truyền thống của mình, nhưng mà ít ra là mình phải nhớ về nó. Hay nói chung thì cái này mình nghĩ là một cái xu hướng thì từ từ nó sẽ sự từ cái thời thế, cái sự cởi mở của cái người sau nào này nọ, từ từ người ta sẽ mở ra. Thì có cái vấn đề mà mình tại vì các bạn biết là mình kết nối rất là nhiều anh em trẻ, thì anh em trẻ sẽ có những cái nghề mới. Thì đối với những cái mới á, thì người Việt Nam mình cũng còn một số cái định kiến nhất định. Tại vì nó lạ thì người lớn, một số người thì người ta sẽ có một cái định kiến nhất định. Cho nên là mình thì mình cái công việc của mình gặp rất là nhiều những bạn có vậy, bản thân mình cũng có nữa. Bản thân mình cũng bị những cái định kiến về những cái nghề, sao thấy nó không giống cái nghề. Cho nên là quyết tâm theo đuổi, từ từ chứng minh, thì Tấn là một trong những người đó. Giống như Tấn vừa mới chia sẻ đó, về làm da thì nhiều khi phụ huynh cũng chưa hiểu mình làm gì, có mang lại lợi ích kinh tế gì hay không, có lo được cho gia đình hay không, có tự chủ được hay không, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực và đam mê ha, thì có nghĩa là thì anh cũng có biết, em cũng có chia sẻ nhiều lần ở trên Facebook đồ này nọ là sau khi mà mình mất hết, mình về đây mình gầy lại bằng cái nghề này. Và cái nghề này cho tới hiện tại thì nó cũng còn cái này nữa, lát anh bỏ túi anh quên luôn. Thì cái nghề này nó cũng đã mang lại cho mình một số cái thành công nhất định, được mọi người biết đến, và mình cũng làm chủ được cái cuộc sống của mình, chủ được kinh tế của mình. Hay ha bạn ha, ý nghĩa đó, cứ theo đuổi đam mê thôi, nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Đây nó bộ sưu tập của Tuấn về những cái đồ da, phải nói là giá trị lịch sử rất là cao luôn á. Cũng còn nhiều nữa mà, tại em thấy những cái này nó đẹp với lại nó quan trọng thì em chia sẻ. Còn mấy cái đồ em thấy nó không quan trọng thì em vẫn còn để trên. Nhưng mà mình sẽ để dành ha, biết đâu được ta một ngày nào đó khi mà công việc nó tốt và thuận lợi, mình mở một cái buổi gọi là này nọ luôn. Event đồ này nọ. Trong này nó bao gồm cả những cái không, Mỹ nó cũng có mấy cái hay. Có những cái là chưa có xé bao luôn nè anh. Là mình cứ mua cái này về, mình cứ may theo cái bản hướng dẫn này, đó nó sẽ ra một cái gì đó, cái bao đựng kính hay gì đó. Em cũng không biết, tại em không có muốn tháo. Em để vậy nó còn zin. Đó, thì có những cái còn ghim bấm nè. Đó này là để đan dây, là còn nguyên siêu luôn á, còn ở trên mạc nè. Đó, em biết để làm thành gì. Trong này có một cái bản khắc á, là những cái người nghệ nhân người ta khắc sẵn, chỉ mua về để may thôi. Không biết có ở đây không? Đây tôi rớt hai cái này nè. Đó, bản khắc thì người ta khắc sẵn những cái như này. Như này là ở công ty người ta khắc sẵn. Đó. Rồi họ mua về là một cái set á. Đục rồi họ sẽ may thành cái này. Đó, này là đã may rồi nè. Còn cái này là những cái sẵn. Đó, thì rất là nhiều. Cái thời điểm đó thì nhờ ông Anson Man thì từ khi ông biết cái cuốn sách How to Care Leather là nó nổi tiếng khắp nước Mỹ luôn, bắt đầu nhiều người chú ý tới, bắt đầu họ thích đồ da, bắt đầu những cái catalog như anh thấy đó họ bán. Thì bây giờ đâu có đồ da, đâu có catalog kiểu đó. Tức là hồi xưa đối với ở Mỹ là nó rất là mạnh. Bây giờ thì nó không còn mạnh được như vậy nữa, tại vì khác một cái là người Mỹ là sau khi họ làm xong á thì 60-70 tuổi họ mới đi học làm da. Họ thích mà, đó là làm được tới 70-80 tuổi là em đi giao anh thấy nó nhẹ. Mấy người gọi là em thấy nghệ nhân nổi tiếng của Mỹ luôn, ông đi giao với tay ông rung nè. Đó là ông 80 tuổi nhưng mà cái đường giao rất là đẹp nha, tay rung mà đường giao đẹp. Đó thì cái khoảng thời gian họ làm chắc nhiều lắm là 30 năm đi, thì cái những người đó thì không có nhiều, nó nên cái gọi là cái kỹ thuật của họ không có lên tới đỉnh cao bằng những người làm càng lâu được. Đó nên bù lại thì người châu Á là người Trung Quốc, người Việt Nam, người Đài Loan em thấy là họ trẻ như em vậy nè. Đó nên nếu mà chịu khó làm cho tới già thì cũng sẽ phải giỏi hơn. Đó nên về sau cái tương lai của cái khắc da em nghĩ là ở châu Á nhiều hơn.
Còn ở Mỹ bây giờ thì nó, cái công trả nó cũng không có được cao lắm, mà làm nó toàn mấy người già, người ta không làm được nhiều đó, nên một tháng chắc được 1-2 sản phẩm mà. Nên nói về để phát triển nó mạnh như cái thời điểm này thì không thể nào mạnh được cái thời điểm. Cái cũng hay ha, mới biết, có nghĩa là ví dụ như mình bây giờ mình coi đây là cái nghề để mình có thể trước mắt là mình có thể nuôi sống bản thân mình, nhưng mà đối với người Mỹ qua lời tính kể cái thời điểm đó đó, thì đây là một cái công việc giống như công việc về hưu để giải trí, để giết thời gian. Thời điểm này á, thời điểm là bây giờ luôn này, hả? Còn thời điểm hồi xưa em nghĩ cũng có người trẻ, tại nó còn mạnh mà nó là một cái nghề kiếm ra tiền, bây giờ nó được nhiều người biết và nó cũng phổ biến. Còn bây giờ thì em nghĩ là thành nghề truyền thống rồi. Có những cái mà nó tổ chức những cuộc thi truyền thống của Mỹ đó thì có hầu hết là người già với là những người trẻ ở nước khác người ta gửi qua người ta thi. Chứ còn người bản gốc của Mỹ em thấy chỉ còn một vài nghệ nhân của từ thời Anson Man là khoảng học trò của ông á. Đó thì còn, mà giờ cũng 70-80 tuổi hết rồi. Anh thấy cái công việc này cũng đâu có nhẹ đâu ta, mà mấy bác đồ lớn tuổi mà dấn thân người Mỹ em thấy ý là họ không có như mình, nó lao động họ tập thể dục rồi nọ, 70-80 tuổi khỏe lắm chứ không giống mấy ông già lụ khù của mình. Họ chịu giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Nhưng mà anh thấy nó cũng là một cái công việc, nó tại vì các bạn biết đây là công việc nó đòi hỏi con mắt mình phải sáng nè, nhìn cho nó rõ nè, rồi đóng đục nè, xong rồi dùng cái lực tay nè. Nói chung theo mình đây là công việc nặng chứ không phải là công việc nhẹ. Nhưng mà công nhận thì sức khỏe của họ, công nhận là họ có cái giữ gìn riêng. Và cái quan trọng là cái tinh thần đó các bạn. Thật sự nói cái tinh thần họ thích làm việc. Còn mình thì đôi khi mình thích hưởng thụ hơn. Rất là hay luôn, rất là hay, công nhận. Em là tính gọi như là theo bộ môn này suốt luôn. Hình như ban đầu em chia sẻ đó, hỏi em có mê da không thì em thấy em không mê da, trên đời em, trên cái người em không có cái gì bằng da trừ cái bóp. Đó nên em chia sẻ em người thích handmade. Đó thì cái gì ai trả công em cao nhất thì em làm, để em nuôi gia đình, em kiếm sống gì đó. Nếu một ngày nào đó có cái nghề nào nó trả công cao hơn thì em chuyển qua cái đó. Nhưng có này em để làm kỷ niệm, hay là em phát triển thành một cái xưởng hay gì đó thì em chỉ điều hành thôi. Chứ thật ra cũng già, lâu lâu ngồi hết nguyên ngày cũng đau lưng. Đau lưng chứ. Đau lưng là một cái vấn đề nữa các bạn. Đau lưng lắm. Có nghĩa là Tấn là một người đam mê sáng tạo và làm handmade. Cho nên là ví dụ như hôm nay chúng ta đang làm da, nếu ngày mai nó có một cái chất liệu nào đó mà nó độ cuốn hút hơn và nó được nó trending hơn thì mình sẽ chuyển qua thôi. Quan trọng là cái tay mình rất là khéo. Theo cái xu hướng của xã hội giờ, người ta đang phê phán mấy người xài đồ da. Cái đó không có cái gì bảo vệ động vật luôn, nhưng mà họ không có hiểu lại cái một cái miếng da nó sẽ khó phân hủy hơn cái miếng thịt. Nếu mà một con bò ở bên nước ngoài đi thì họ giết hầu hết là không có lấy da, họ lấy phi lê không à. Nếu cái đó mà chôn xuống nó cũng ô nhiễm môi trường. Còn cái cách họ thuộc là để họ làm cho nó không còn là miếng da nữa, nó cứ tồn tại hoài luôn vậy đó. Thì anh thấy có những cái anh mà tìm hiểu về những cái yên ngựa mà nãy anh thấy đó, có những cái yên mà nó cả trăm năm, nó có hình chạm khắc, nó nằm trong bảo tàng, nó còn nguyên luôn. Đó là những cái đồ da, nếu mà như em khắc đem để đó thì 20 năm sau anh ghé đây nó cũng y chang vậy. Nó hơi cứng cứng vậy thôi, anh lấy này cái này là tệ lắm, miếng da này cũng phải 70 năm sau 50 năm. Nó hơi cứng hơn thôi, nhưng mà nói về hư nó sẽ không hư. Đó nên nó có thể bảo vệ môi trường chứ không phải không. Giống như cái thời mà người ta chế ra cái ni lông đó thì cái ông mà sáng tạo ra nó đâu phải ổng muốn như giờ. Ổng muốn là người ta cái bịch ni lông xài xong xếp lại. Xài lại là để đừng có chặt gỗ, đừng có phá rừng. Giờ xài trong liền nó nó mới ô nhiễm môi trường, là nó sai cái ý tưởng ban đầu của ổng. Nói chung anh nghĩ những cái vấn đề của trái đất là những cái vấn đề rất là lớn. Không thể nào giải quyết trong một hai câu nói, giống như mọi người nói là hãy chuyển dùng túi giấy. Sẽ bảo vệ môi trường. Nhưng mà cũng có ý kiến khác mà nó cũng chính xác luôn, nghĩa là để mà sản xuất được cái túi giấy á, phải phá rừng rồi phải sử dụng nhiều cái loại hóa chất để tạo ra cái túi giấy đó. Nên em thấy một cái túi da này nè, nó sẽ tiết kiệm hơn, nó mình xài được vài chục năm, nếu mình không có đừng có kiểu mà cũ xíu mình thay. Thật ra những cái này bền hơn hàng hiệu nha, tại ở ngoài người ta không biết rồi, người ta cứ tôn trọng hàng hiệu. Chứ hàng hiệu nó làm da BU nè, hoặc là nó làm một cái loại da mà nó bào rất là mỏng. Anh xài một thời gian nó chóc liền à. Còn cái da full ren mà dày như vậy đó, anh thấy nó tuổi đời nó bao nhiêu lâu. Cái này anh đồng ý, mình từng mua đồ hiệu mà nó dởm ẹt các bạn, nó dởm. Chỉ được cái thương hiệu, nó mắc gì cái thương hiệu chứ nó dởm. Nhiều khi mà nóng mang nó dài vô, vừa mới mang cái đầu nó hở này hở kia là thấy quế thì nó chỉ. Em có mấy ông anh là hồi xưa em làm ngân hàng, em có tập may da em tặng cho ông cái bóp, rồi xong cái năm ngoái nè là 8 năm rồi, 8-9 năm rồi.
ông ghé nhà em ông ăn đám giỗ ông móc bóp mày làm 8 năm còn xài được nè. Đó tôi là nó bền quá. Em đang tìm cách làm sao cho nó bớt bền để em còn bán được nhiều. Chính xác luôn. Giờ bền quá, xài hoài không hư. Hay. Mà cái bóp của mình hồi xưa mình còn xài mà lúc này mình lớn cũng lớn làm biến bỏ nó cộm đít quá nên anh không có xài bóp nữa. Trước cũng hay bỏ. Ngồi cũng bị lệch cái xương sống anh. Đó nên hả bỏ bóp túi trước cũng được hơn. Giờ giờ anh cũng bự quá, anh làm biến nhét vô nó nóng. Thế gì lát em qua em cắt da cho anh coi. Ok. Giờ luôn đi. Giờ cắt da đi. Ok. Bữa tập hơi thể dục hơi lố lực, bây giờ đứng nó đau xương sống quá. Bây giờ Tuấn sẽ biểu diễn cho chúng ta coi khắc da ha các bạn ha, lên màu da là sẽ như thế nào. Nhưng mà trước khi vô em, cái này là đá này em cũng chơi luôn ha em. Em sưu tập nó thuộc về em nghiên cứu về năng lượng anh. Không phải là mình sưu tập đá, thì sưu tập đá là người giàu thôi. Em thì không phải là sưu tập, em nghiên cứu về năng lượng. Nếu mà lấy cái này ra anh sẽ thấy nó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nên màu trắng và màu đen. Đó thì nó là theo cái năng lượng của 7 luân xa trong cơ thể người của mình. Đó thật ra con người cả cái vũ trụ này luôn là nó liên quan tới năng lượng rất là nhiều. Giống như anh thấy thạch anh tím này nè, nó hỗ trợ cho luân xa 6 ở đây. Tại luân xa 6 ở đây nếu mà những người có con mắt thứ ba sẽ thấy nó phát ra năng lượng màu tím. Thì thạch anh tím là cục đá này nó có cái năng lượng cùng nó sẽ hỗ trợ. Nên anh thấy những cái người làm chủ người ta cục thạch anh tím trên bàn đó là để cho họ tăng cái sự minh mẫn, là họ có những cái quyết định đúng sáng suốt, là họ không có bị bốc đồng. Đó là tại vì nó là cung cấp cái năng lượng cho não bộ của họ. Trời ơi hay quá, đó. Chắc phải tách thành một cái clip liền quá chứ em nói chỗ này anh nghe là anh phái rồi đó, anh dính rồi đó. Thôi tạm dừng đây đi, giờ coi khắc da chứ đi các bạn. Hẹn các bạn clip sau mình sẽ nhờ Tuấn chia sẻ vụ này. Anh có bữa anh có thấy em chia sẻ cái nội dung về năng lượng này trên Facebook rất là nhiều. Anh đọc cũng rất là cuốn luôn. Thì hôm nay sẵn gặp em chịu khó chia sẻ luôn cho bạn lát vụ đá năng lượng này với nha. Bây giờ coi diễn ra đây giờ nào làm việc đó. Thì cái hình Sheridan của Mỹ đó thì em đã khắc xong một cái túi rồi đó, thì cái này em có một cái mặt ví nam là em chưa khắc xong, giờ em sẽ khắc tiếp đấy, em đã đi giao rồi nha. Đó nên em sẽ đóng tuôn cho mọi người coi. Ok các bạn, chúng ta đang Tuấn đang cho chúng ta xem thị phạm xem một vài cái thao tác ở trong một cái để mà điêu khắc da ha. Không biết có cây tool nào bên này không? Hay quá, làm việc với là những bạn nào mà có đam mê của ngành nghề nào đó để mà tìm hiểu sâu vấn đề thì mình sẽ được học rất là nhiều thứ ha. Hồi nãy có hai cây bên này nè, em lấy qua em chưa? Em lấy qua rồi. Tại nó này em lấy cây Beveler em qua đó em biểu diễn. Anh cũng có một cây tool mà nó đục có một giống rồi. da ở đây mình coi như là trên mọi chất liệu da luôn đúng không? Dạ, chứ em đâu chỉ anh làm da bò à. Chuyên về da bò. Em không làm cá sấu, bò sát, chân rắn. Để người ta đặt cái em nói không, hồi xưa tôi nuôi bò tôi sát. Tôi là dân reptile mà. Dạ, tôi nên không làm mấy đó. Tới bây giờ thì em cũng không làm da cá sấu luôn. Chứ đó cũng là một cái kiếm rất là nhiều tiền. Tại vì nó được giá trị cao á. Còn cái này mình phải dùng cái bàn tay của mình để tạo ra giá trị. Ồ cá sấu về lên nhóm 1 luôn rồi. Dạ, còn cái kia thì họ chỉ nói da cá sấu là nó thấy ra bóp giá trị rồi. Còn cái này mình phải dùng cái tay của mình để làm ra. Nhưng mà thật ra anh cũng không thích da cá sấu á. Dạ. Nếu mà gọi là chạm khắc trên da bò nhìn nó sẽ liền lạc hơn. Cái kia nhìn nó hơi khoa trương quá. Da cá sấu nhìn nó khoa trương quá. Dạ. Cái mặt bàn mình sử dụng bằng đá cho nó vững hơn đúng không? Nó vững, nó cứng hơn cái gỗ quá. Nếu mà không có được cái bàn đá này thì một cái bàn gỗ anh cũng phải đi kiếm tấm đá anh để lên á. Nó sẽ cứng cáp hơn. Đúng không? Đỡ tiếng ồn. Đỡ tiếng ồn đó. Ồ cái này em làm đêm chắc cứ phình ở nhà nghe cũng quen ha. Dạ cũng quen, cái gì có ông hàng xóm á, giờ ông chết rồi, hồi xưa ông hay qua mắng vốn lắm. Hồi xưa sáng hả, ở thằng Tuấn nhà anh á, nó làm gì cả đêm á. Phình nha. Ông chửi hoài. Hồi đó ông già cũng chửi, tại lúc đó gia đình em chưa coi cái nghề. Lúc đó thì em cứ đi ra đi vô giống như thất nghiệp vậy á. Em làm trên lầu tuốt, trên lầu cao lận. Vượt qua cái mình, nói chung mình cứ phấn đấu, mình biết mình đang làm gì đúng không? Mình cứ làm đi từ từ.
mọi chuyện bây giờ là ok rồi chứ gì? Dạ, giờ đỡ rồi anh. Giờ hên là được lên báo cái được xã hội công nhận nên dạ. Gia đình phải công nhận theo. Dạ. À, coi như là anh thấy lên VN Express luôn mà. Dạ. Anh cũng đang phấn đấu với anh em được được xã hội công nhận đây, xã hội giờ nó chưa công nhận anh nữa. Em thấy nhiều người biết thằng em của em nói ơ mà Nam Ngô qua chơi. Ồ Nam Ngô hả? Em biết á, em coi rồi. À, nhưng mà không anh tất nhiên cái ngày này nhưng mà anh muốn công nhận cái dạ. Cái bộ xác của anh em mình kìa. Dạ. Đâu cái thằng cu ở trong nhà em là nó chơi mô hình nha. Dạ. Nhưng mà nó biết cái anh. Anh có đi quay mô hình luôn mà. Dạ, nó nói cái hả cái thằng chính nó thấy anh Nam Ngô quay cái tăng kiến. Dạ. Em nuôi kiến anh. Dạ. Nó mới kể. Dạ. Cũng vui. Thì các bạn anh em bò sát á, thì có chung một cái niềm đam mê bò sát nhưng mà mỗi người thì cũng có một những cái tài lẻ, cái góc riêng, cái nghề nghiệp của mình ha. Thì mình là mình đi kênh á, kết nối với anh em chứ tại thực ra một cái hình này á, là phải tới 3-4 tiếng lần anh. Yeah. Em mà quay thì nó rất là lâu. Yeah. Mình có một cái hình nè, nó là nó luôn đó nhưng mà mình khắc xong rồi để cho anh em quay để thấy. Thì nói chung làm cái này là phải tỉ mỉ anh em, từng chút vậy, từng chút một. Cứ gõ làm từng chút một để tạo ra một cái tổng thể, một cái nè, tác phẩm tổng thể. Đó. Chính là nó thì mình đang lên màu. Nó thì khi mà khắc xong á thì cái này sẽ trở thành cái này. Ừ. Đó, thì lên màu thì cũng đơn giản là nó là cọ để lên nè. Đó, cọ. Thì mình sẽ lấy màu ở đây. Thì cái này thì mình sử dụng màu Tandy của Mỹ. Màu dầu quét lên nó dính màu luôn hay có cần? Dạ, đúng rồi, nó da mà anh nó sẽ thấm. À. Nó sẽ thấm nước thì nó thấm màu luôn. Rồi sau đó em sẽ sử dụng một cái gọi là chất chốt màu á. À. Nó sẽ là một cái chất keo nó phủ rồi nó thấm, nó giữ những cái màu đó lại. Ồ. Thì khi mình sử dụng nó sẽ không có bị trôi màu đi. Ừ. Nên nhiều người khách lạ nó ủa có trôi màu không em, có bay màu không em thì nó không. À. Cái chai chốt màu em mua cũng đắt tiền, chai đó cũng phải không cả triệu một chai là chuyên dụng luôn. Ừ. Của cái hãng mà cái ông Anselman hồi nãy đó, ông. Ừ. Làm nãy em có kể thì hãng đó là một trong những hãng làm đồ da là bán những cái dụng cụ lâu đời cũng cả trăm năm. Ừ. Đó thì em sử dụng những cái đó thì tại vì mình cũng không biết ở ngoài thị trường nó thế nào thì cứ xài hàng hiệu cho chắc ăn. Ừ. Chứ nó cũng thuộc về uy tín của mình. Đúng rồi. Nó bán một cái sản phẩm mà cũng mắc tiền rồi mà khách xài nó mắng vốn cũng kỳ. Đúng rồi. Nói chung mày cứ uy tín là ok. Yeah. Lâu dài. Em vậy em vẽ đẹp không ta? Chắc cũng đẹp à. Em vẽ cũng tạm anh. Em cũng không biết nữa. Thấy cầm cọ đâu này nọ cũng. Yeah. Thấy vậy so với chị Trang ở nhà chắc không vẽ đẹp bằng. Cầm cọ vậy mình không biết chứ cầm mỏi tay lắm nha các bạn. Dạ. quẹt mấy cái mỏi tay lắm á, không phải đơn giản đâu. Em không có được đào tạo từ mỹ thuật ra. À. Nên những cái này là em mò em học á. À. Nên nói gì cái được cơ bản như người ta thì em không có cơ bản. Dạ. Em chỉ là em nghĩ ờ cái thiếu. Đó mình làm được cái là em làm thôi. Vợ anh cũng y chang vậy, cũng chưa có học về mỹ thuật luôn. Dạ. Thì học về cái kỹ thuật xăm rồi sử dụng máy móc rồi xong rồi nói chung là Trang là vẽ đẹp từ nhỏ. Dạ. Có đam mê thôi. Dạ. Tự nhìn nó vẽ bắt chước thì giờ cũng y chang vậy. Dạ. Cho nên là cũng thừa nhận là đối với những cái hình chân dung á thì là không có tự tin, nói chung là không nhận luôn tại vì mình không có chuyên cái đó cho nên là mình tốt nhất mình không nhận mình ta đánh khối đánh đồ á. Dạ. Còn mấy cái hình khác thì ok chơi được. Ồ mình tưởng là cái quy trình nó sẽ có cái gì đó nó hơi phức tạp nhưng mà cũng đơn giản ha. Yeah. Nói chung là tỉ mỉ có cái màu mực để chuyên dụng cái này. Yeah. Thì cứ tô lên, cái này gọi là tô màu luôn. Yeah, tô bằng cái mực của nó. Màu nhuộm da đó anh. Màu nhuộm da. Mình lấy mình vẽ luôn. Vẽ luôn. Còn mấy cái đôi giày mà ví dụ như anh cũng có mấy đôi giày da mà nó màu xanh rêu rồi màu đỏ mà này nọ thì cũng cái hình thức giống vậy. Dạ nếu mà những cái màu lạ đó thì phải sử dụng da này. À. Họ sử dụng những cái màu này là họ đánh lên. Có sẽ đánh ở giữa thì nó màu xanh ở xung quanh đậm hơn đó là. Ừ. Gọi là patina đúng rồi đó. Nó loang dạ, đó, đúng rồi. Vậy. Đó thì phải sử dụng da mộc với lại cái mũi thì cũng phải ép bằng da mộc. Ừ. Cái da mộc này rất là đặc biệt, nó ứng dụng rất là nhiều. Anh nhìn thấy những cái túi giống như thế này đi. Ừ. Đó để làm được cái này thì phải da mộc. Ừ. Anh chỉ cần lấy nước ướt ha, anh làm một cái khuôn á. Ừ. Cái nó ép xuống là nó ra cái này rồi. À. Cái mũi dày nó cũng y chang vậy. Ồ. Nhưng mà nếu không phải da mộc thì anh phải da nhiệt. Ừ. Thì những cái loại da mà thuộc theo kiểu khác á, thì kiểu trơm này nọ đó thì nó phải da nhiệt thì. Ừ. Mới làm được, còn cái này chỉ cần nước là anh làm được gì rồi. Ok.
Đó. Thì những cái sản phẩm đặc biệt như thế này thì phải da mộc, nó làm đủ thứ khác, nhuộm, okay, uống đùm lum hết, nên em thích cái loại da này. Hay á. Ok các bạn, đó bạn Tuấn vừa và gọi như là con này là con chameleon nè. Đó thì em cũng muốn lên màu cho anh coi, nhưng mà thực tế thì lên màu rất là lâu. Lâu. Là nó nên hả em khắc. Này veo chameleon. Dạ. Này em này là xong hết chứ phần. Dạ phần, xong rồi anh. Cứng chưa? Dạ nó cũng xong, gần tạm xong rồi. Này là em khắc phẳng. Khắc phẳng thì khi mà nhìn ở dưới đèn thấy bóng đổ hay khói, nhưng mà khi mình để đây thì nó không có thấy u lên. Không có gờ. Thì một cái bóp thì nên làm khắc phẳng, tại vì mình ma sát nhiều á, rút ra rút vô thì nếu mà khắc 3D thì nó sẽ bị đen những cái chỗ u nhiều hơn. Đúng rồi. Nên hầu hết là bóp tại em khắc phẳng, không khắc 3D. 3D thì làm chanh thôi. Rồi, rất là hay rồi. Đó, bạn Tuấn vừa có một vài cái thao tác trong cái quá trình làm việc của bạn ấy để tạo ra những cái tác phẩm đẹp như thế này ha. Thì nói chung mình nhìn rất là thích luôn á. Mà khán giả mà coi clip, ai mà có muốn làm cho mình những cái sản phẩm mà mang tính kỷ niệm hoặc là dấu vết riêng, có cái dấu ấn cá nhân đồ này nọ thứ, lên ý tưởng là đó, thì có thể kết nối với bạn Tuấn ha. Nhưng mà không có chắc là sẽ có liền đâu nha các bạn. Các bạn phải trên tinh thần là bạn phải chờ lâu. Nói chung là món đồ kỷ niệm, tại vì đơn hàng rất là nhiều. Và Tuấn vẫn đang gọi như là làm để mà trả hàng ha. Giờ phải trả hàng cho những người đặt trước rồi mình cứ vô cái gọi là cái danh sách chờ. Ở danh sách chờ thì từ từ sẽ hoàn thành. Tại không phải là em cố tình làm lâu, mà tại vì cái mảng khác này chỉ có một mình em làm thôi. Để kiếm được một người khác mà tốt, mà để đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng á. Chứ em cũng không nói gì khác đẹp mà. Mình khác xấu rồi khách cũng chê à. Đó thì để đủ đáp ứng nhu cầu mà khách hài lòng á, thì nó đào tạo cũng phải lâu lắm. Nên để kiếm một người để phụ á, nó khó lắm. Nên cái mảng này chỉ hầu hết một mình em làm, nên nó lâu hơn bình thường. Không thì anh nghĩ những cái đồ handmade này thì nó cần phải có thời gian. Còn đồ chợ thì ra chợ mua thì nó nhanh. Còn cái này thì nó cần có thời gian. Và đặc biệt là các bạn, ví dụ như bạn thấy một cái hình nào đó của một người nào đó đang sử dụng, hoặc là thấy hình trên mạng đẹp, thì các bạn có thể lấy cái hình ảnh đó về và đưa cho Tuấn. Và đồng thời các bạn cũng có thể add thêm những cái mong muốn cá nhân của mình vào đó, hoặc là đổi màu, hoặc là điều chỉnh gì chút đỉnh, thì có thể bàn bạc với lại Tuấn để có thể hoàn thành nó. Và giống như nãy mình có chia sẻ đó, là bạn nào nếu mà có đam mê với nghề này, có hứng thú này nọ, thì cũng có thể kết nối với Tuấn là trò chuyện một thời gian. Giống như Tuấn cũng có chia sẻ là Tuấn yêu cái nghề này và muốn đào tạo một người ra để mà có thể làm những cái tác phẩm đó, chứ không phải là muốn là bán những cái khóa học, bán những cái khóa này nọ để ra, thì rồi xong rồi ra lại không làm được thì cũng không có hay lắm. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ đã chia sẻ với các bạn rồi những cái nghề làm da, điêu khắc da của Tuấn rất là hay, nhưng mà vẫn chưa có xong. Cái hẹn các bạn vào ngày mai, clip ngày mai mình sẽ nhờ Tuấn chia sẻ về những cái năng lượng đá như thế này, rất là hay luôn. Cái này mình hoàn toàn chưa biết luôn, cho nên là đang rất là hứng thú để được nghe đây. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Có hai bạn nữa chưa?